Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày mùng 6 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin nhiều cánh cửa mở để Việt Nam xử Trung Quốc trên Biển Đông. Một loạt các động thái mới đây của Trung Quốc tại Biển Đông cho thấy là Bắc Kinh tiếp tục lợi dụng thời điểm thế giới bận đối phó với đại dịch viêm phổi Vũ Hán để bắt nạt các nước ở Đông Nam Á có chung tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, đặc biệt là Việt Nam, người láng giềng hữu nghị và cũng là một đồng minh ý thức hệ chung chủ nghĩa cộng sản với Trung Quốc. Đài phát thanh tiếng nói nước Pháp AFI mới đây đã giới thiệu bài phân tích đăng trang chuyên san Nhật báo The Diplomat vào ngày 5 tháng 5 năm 2020. Chuyên gia phân tích quốc phòng Drake Cosman thuộc Corporation Ranch, giảng viên trường đại học tại Mỹ, đã chia sẻ đây là một người theo dõi sát tình hình ở Biển Đông, trong đó tác giả đề xuất những kế sách nhằm giúp Việt Nam đẩy lùi tham vọng của Bắc Kinh ở Biển Đông. Đây là hình ảnh trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc vào tháng 5 năm 2008 của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh lúc đó. Lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí xây dựng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trong thế kỷ 21 trên cơ sở phương châm 16 chữ vàng và tinh thần 4 tốt. Trước hết, tác giả khẳng định phản đối suông không thay đổi được tình hình và hành vi xấu của Trung Quốc. Các hành vi gây căng thẳng của Trung Quốc đã bị Việt Nam công khai phản đối bằng con đường ngoại giao. Nhưng theo chuyên gia Mỹ, các tuyên bố đó vẫn không thay đổi được hành vi xấu xa của Trung Quốc. Vì vậy, câu hỏi hiển nhiên là ngoài việc công khai tỏ thái độ bất bình, Việt Nam có thể làm gì khác để kiềm chế sự quyết đoán của Trung Quốc trong tương lai? Chuyên gia Cosman nhắc lại rằng trong quan hệ với Trung Quốc, Việt Nam vẫn chủ trương vừa hợp tác vừa đấu tranh, tức là luôn luôn tìm cách duy trì quan hệ song phương hữu hảo và hữu ích với Bắc Kinh, nhưng đồng thời lại kháng lại Trung Quốc trên vấn đề về Biển Đông và một số vấn đề khác. Vấn đề mà chuyên gia Mỹ đặt ra là vế hợp tác đã được Việt Nam coi trọng hơn trong quan hệ với Trung Quốc, vốn đã được nâng lên thành quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Trong số 3 đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Nga, duy nhất Trung Quốc được ghi nhận là đối tác hợp tác. Và rõ ràng là sau cuộc đối đầu Việt-Trung kéo dài hàng tháng trời vào năm ngoái ở khu vực Bãi Tư Chính, Hà Nội cần phải suy nghĩ đến những phương thức mới trong việc đấu tranh chống Trung Quốc. Đây là hình ảnh Trung Quốc và Việt Nam tuần tra chung kiểm tra liên hợp trên vùng đánh cá chung tại Vịnh Bắc Bộ vào năm 2015. Một trong những phương thức mới mà ông Cosman đề xuất là công khai tỏ thái độ bằng cách đình chỉ một số hợp tác với Trung Quốc. Chuyên gia Mỹ ghi nhận là cho đến nay, Việt Nam vẫn chủ trương tách biệt vấn đề Biển Đông ra khỏi các lĩnh vực hợp tác khác ngoài Bắc Kinh, không để cho phản ứng của mình đối với hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông phá vỡ các phần khác trong quan hệ song phương. Một ví dụ, vào ngày 21 và 23 tháng 4 vừa qua, Việt Nam quyết định vẫn cùng với Trung Quốc tiến hành các cuộc tuần tra bảo vệ bờ biển thường niên trong Vịnh Bắc Bộ. Theo ông Grossman, mặc dù Hà Nội và Bắc Kinh vào năm 2000 đã đạt thỏa thuận về việc phân định Vịnh Bắc Bộ, Việt Nam không có nghĩa vụ phải tiếp tục các cuộc tuần tra chung này. Thay vào đó, Hà Nội có thể gửi một thông điệp rõ ràng với Bắc Kinh rằng các lĩnh vực khác của quan hệ sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực, đặc biệt là trong lĩnh vực nhạy cảm của chính sách trên biển. Ngoài ra, Việt Nam cũng có thể quyết định chấm dứt tham gia vào sáng kiến một vành đai, một con đường của Trung Quốc, một dự án mà chính Hà Nội cũng rất nghi kỵ, cả Việt Nam lẫn ở các nước láng giềng bên cạnh gồm Lào và Campuchia. Đối với chuyên gia Cosman, Việt Nam còn có nhiều lựa chọn khác để gửi tín hiệu đến Trung Quốc. Đây là hình ảnh Tòa Trọng tài Quốc tế PCA vào ngày 12 tháng 7 năm 2016 đã ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Hà Nội chẳng hạn có thể biến thành thực tế lời đe dọa gợi lên án vào tháng 11 là sẽ kiện Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế về các yêu sách chủ quyền ở Biển Đông, như Philippines đã làm vào năm 2013 và được Việt Nam hỗ trợ vào năm 2014. Chuyên gia Grossman cho biết đã nghe thấy được từ một số nguồn tin từ chính phủ Việt Nam cho rằng khả năng kiện Trung Quốc đang được xem xét nghiêm túc. Trong một lĩnh vực khác, Việt Nam cũng có thể quyết định là thôi, không kiểm duyệt, để cho các phương tiện truyền thông trong nước nói về các hành vi quyết đoán của Trung Quốc qua hun đúc tinh thần chống Trung Quốc có thể đe dọa đến lợi ích kinh doanh của Trung Quốc tại Việt Nam. Hà Nội cũng có thể hạ thấp vị thế đối tác của Trung Quốc, chỉ đơn giản là đối tác chiến lược toàn diện để cho thấy rằng quan hệ song phương đang bị ảnh hưởng do các hành động của Bắc Kinh tại Biển Đông. Trong lĩnh vực quân sự, chuyên gia Mỹ cho rằng Việt Nam có thể học tập cách Indonesia đối phó với Trung Quốc trong vụ Natura, sẵn sàng leo thang quân sự để buộc Bắc Kinh lùi bước. Đây là hình ảnh Tổng thống Indonesia ông Joko Widodo thị sát quần đảo
Natuna vào ngày 8 tháng 1 năm 2020 sau vụ tàu Trung Quốc xâm nhập. Trong một thời gian ngắn vào cuối tháng 12 năm 2019 và đầu tháng 1 năm 2020, ở vùng biển xung quanh quần đảo Natuna, quân đội Indonesia đã phản ứng mạnh mẽ trước việc lực lượng hải cảnh và tàu cá Trung Quốc xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia. Jakarta đã cho triển khai tàu hải quân và máy bay chiến đấu đến các khu vực và tàu chiến Trung Quốc đã rút lui ngay sau đó. Theo ông Grossman, một phản ứng tương tự của Việt Nam có thể sẽ liên quan đến việc cho phép triển khai các tàu khu trục lớp Leopard, tàu ngầm lớp Kilo và chiến đấu cơ Su-30MMK để chứng tỏ quyết tâm, mặc dù làm như vậy sẽ có nguy cơ xung đột rộng hơn và do đó cần có chừng mực, cẩn thận. Ở mức thấp hơn, Việt Nam có thể triển khai lực lượng cảnh sát biển và dân quân biển vừa được xây dựng để tuần tra thường xuyên tại các vùng bị tranh chấp, giống như cách mà Bắc Kinh đã làm trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, phương án này rất tốn kém cho các nguồn lực vốn hiếm hoi của Việt Nam hiện nay. Trên bình diện đa phương, Hà Nội cũng có nhiều phương án khả thi để tăng cường đấu tranh với Trung Quốc. Đây là hình ảnh từ Hà Nội, Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc chào mừng các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN qua truyền hình về đại dịch virus corona vào ngày 14 tháng 4 năm 2020. Năm nay, Việt Nam vừa là Chủ tịch ASEAN, vừa là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Cho dù hồ sơ phối hợp hành động chống dịch COVID-19 về cơ bản đã chiếm lĩnh chương trình nghị sự của ASEAN vào năm 2020, Hà Nội vẫn có thể tìm cách thúc đẩy các thành viên hướng tới việc hoàn tất bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông mang tính ràng buộc về pháp lý có lợi cho an ninh Việt Nam. Hiện nay cũng đang có tin đồn rằng Hà Nội có thể tìm cách gia hạn nhiệm kỳ chủ tịch của mình cho đến năm 2021 để có thêm thời gian để nắm giữ ảnh hưởng tại diễn đàn quan trọng này. Để làm được điều này, Việt Nam cần phải đạt được sự đồng thuận của tất cả các quốc gia trong ASEAN. Giữ ghế chủ tịch ASEAN trong 2 năm liên tiếp, việc chưa từng có tiền lệ tại tổ chức đa phương này. Còn tại Đại hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã cho lưu hành một công hàm phản đối yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong tương lai, Việt Nam có thể tiếp tục nêu bật hơn nữa vấn đề thông qua diễn đàn của Đại hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Việt Nam cũng có thể tìm cách tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác an ninh với các cường quốc. Ngoài các nước truyền thống như Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Pháp cũng có thể hỗ trợ Hà Nội ngăn chặn sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Mặc dù có rất ít khả năng Việt Nam tham gia nhóm bộ tứ Quad gồm có Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ để cùng tiến hành các cuộc tập trận chung quân sự hoặc tuần tra trên biển để biểu thị quyết tâm đoàn kết chống lại Trung Quốc trên khắp vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nhưng Việt Nam có thể đóng vai trò đối tác đối thoại với bộ tứ về các vấn đề Trung Quốc. Dẫu sao thì Việt Nam cũng đã tham gia nhóm Quad Plus cùng với New Zealand và Hàn Quốc để hợp tác về các nỗ lực chống dịch viêm phổi Vũ Hán. Một điểm đáng lưu ý là sách trắng quốc phòng mới nhất của Việt Nam công bố vào tháng 11 năm 2019 đã mở ra cơ hội tăng cường hợp tác an ninh với Hoa Kỳ. Đây là hình ảnh cựu chánh án tòa án tối cao Philippines, ông Antonio Caprio, đề xuất quan điểm cứng rắn buộc Trung Quốc chấp nhận phán quyết Biển Đông. Tài liệu này nhắc lại chính sách quốc phòng 3-0 của Hà Nội, không liên minh, không có căn cứ nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam và không liên kết với một nước để chống nước thứ ba. Nhưng cũng lưu ý rằng, tùy thuộc vào hoàn cảnh và điều kiện cụ thể, chuyên gia Grossman nhấn mạnh, Việt Nam sẽ xem xét phát triển các quan hệ quân sự và quốc phòng phù hợp và cần thiết với các nước khác. Đối với ông Grossman, trên tinh thần đó, Hà Nội hoàn toàn có thể nhờ Washington hỗ trợ thêm nếu hành vi của Bắc Kinh ở Biển Đông không thay đổi. Hà Nội có thể làm việc này dựa trên cái đà cải thiện quan hệ đáng kinh ngạc trong những năm gần đây với Washington, mà một cái mốc quan trọng được ghi dấu vào tháng 3 vừa qua khi hàng không mẫu hạm Mỹ USS Theodore Roosevelt ghé cảng Đà Nẵng. Đấy là lần thứ 2 trong 3 năm mà một tàu sân bay Mỹ đến thăm Việt Nam. Ngoài ra, Hà Nội có thể tìm đến các nước ASEAN có cùng chí hướng để được hỗ trợ. Trong những tháng gần đây, Philippines, Malaysia và Indonesia đều tức giận trước các hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông. Có lẽ ba quốc gia này có thể tiến hành các cuộc tập trận quân sự hoặc tuần tra cùng với nhau. Ý tưởng này đang được gợi lên một cách không chính thức ở Philippines. Một điều đáng ngạc nhiên là Philippines, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Ducato, một nhân vật không hề giấu giếm lập trường thân Bắc Kinh, đã gửi hai công hàm phản đối Trung Quốc, lập hai quận quản lý Hoàng Sa và Trường Sa và phản đối vụ tàu chiến của Trung Quốc chĩa hệ thống kiểm soát pháo về phía một chiến hạm của Philippines trên Biển Đông vào hồi tháng 2 vừa qua, mặc dù thời điểm
gửi bị cho là hơi muộn so với thời điểm diễn ra sự việc. Hơn nữa, Philippines còn bày tỏ sự ủng hộ Việt Nam sau vụ tàu cá bị đâm chìm và Hải quân Úc tập trận với các quốc chiến hạm của Mỹ tại một số khu vực tranh chấp trên Biển Đông. Cựu chánh án tối cao của Philippines mới đây còn đề xuất đóng cửa các viện Khổng Tử chừng nào Trung Quốc còn chưa chấp nhận phán quyết bác tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư ngày 6 tháng 5 năm 2020 với bản tin Nhiều cánh cửa mở để Việt Nam xử Trung Quốc trên Biển Đông. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.